Thưa quý vị, trong thời gian qua thì mặc dù nền kinh tế châu Âu đã đạt được những bước tiến nhất định, tuy nhiên ngân hàng trung ương ECB thì vẫn tỏ ra khá thận trọng với sự hồi phục này. Do đó, tại cuộc họp vào đầu tháng 6 vừa qua, cơ quan này tiếp tục đưa ra nhận định việc duy trì chương trình kích thích kinh tế là rất cần thiết để hỗ trợ cho xu thế tăng trưởng bền vững hơn của hoạt động kinh tế trong khu vực. Trước những diễn biến hiện tại của nền kinh tế châu Âu, ngân hàng trung ương ECB đang khá thận trọng trước xu thế tăng trưởng của khu vực này, đồng thời nhận định lạm phát chưa cho thấy một sự gia tăng bền vững. Chính vì vậy, ở cuộc họp của cơ quan này vào đầu tháng 6 vừa qua, ECB đã quyết định giữ mức lãi suất thấp 0% thêm một thời gian nữa. Đây cũng đánh dấu quý thứ 5 liên tiếp ECB giữ lãi suất ở mức này. Chủ tịch ECB ông Mario Draghi cho biết, cơ quan này đã hạ dự báo lạm phát lần lượt cho cả năm nay và năm sau về mức 1,5% và 1,3%, thấp hơn so với con số 1,7% và 1,6% đưa ra trước đó. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng GDP của châu Âu chỉ đạt 0,6% trong quý 1 vừa qua. Và cho dù tỷ lệ này khá thấp, nhưng ECB lại cho rằng nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng tốt nhờ vào chương trình kích thích kinh tế. Cơ quan này cũng đưa ra nhận định về sự phục hồi của nền kinh tế châu Âu vẫn rất cần hỗ trợ từ các chính sách. Theo nhiều chuyên gia, trước quan điểm về xu thế giảm của lạm phát được đưa ra, việc ECB tiếp tục giữ nguyên gói nới lỏng định lượng QE và mức lãi suất thấp là hoàn toàn phù hợp. Hiện tại, chương trình mua trái phiếu của ECB đang ở mức 60 tỷ euro mỗi tháng và sẽ được kéo dài cho đến tối thiểu là cuối năm nay. Trước đó, động thái nới lỏng chính sách tiền tệ của ECB là hướng đến việc đưa lạm phát lên mức mục tiêu 2%, nhưng cho tới nay thì con số này chỉ vào khoảng 1,4%. Theo đánh giá của ECB, xu thế sụt giảm của lạm phát phản ánh tình trạng trượt dốc từ giá dầu. Do đó, với những biến động thiếu tích cực của thị trường này sắp tới, lạm phát có thể sẽ duy trì ở mức thấp hiện tại thêm một thời gian nữa. Mặc dù vậy, không ít ý kiến cho rằng lạm phát sẽ tăng dần lên trong trung hạn với sự hỗ trợ tích cực từ những chính sách nới lỏng tiền tệ. Một điều chỉnh đáng lưu ý trong cuộc họp tháng 6 vừa qua của ECB đó là cơ quan này cho biết thời gian giữ mức lãi suất thấp hiện tại sẽ được kéo dài, chứ không còn khả năng có thể hạ thấp lãi suất như những lần tuyên bố trước đây. Ngoài ra, sau tuyên bố hạ dự báo lạm phát của ECB, đồng euro đã nhanh chóng lao dốc. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định rằng sự cải thiện về chỉ tiêu kinh tế của châu Âu sẽ hỗ trợ cho đồng euro và các tài sản mang tính rủi ro cao trong những tháng còn lại của năm nay. Và trong khi ECB vẫn còn đưa ra cái nhìn khá thận trọng về nền kinh tế hiện tại, thì không ít các nhà phân tích cho rằng cơ quan này có thể sẽ bắt đầu thu hẹp chương trình mua trái phiếu trong cuộc họp vào tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, trái với dự báo trên, thì tổ chức tín dụng hàng đầu của Pháp là Société Générale lại kỳ vọng ECB sẽ tiếp tục triển khai chương trình mua tài sản cho tới năm 2019. Theo đó, tổ chức này nhận định, gói nới lỏng định lượng của ECB hiện tại sẽ kéo dài đến cuối năm nay và bắt đầu giảm còn 40 tỷ euro mỗi tháng từ tháng 1 năm 2018, sau đó thu hẹp dần ở từng quý tiếp theo, ứng với mức giảm là 10 tỷ euro mỗi quý và sẽ kết thúc chương trình này vào quý 1 năm 2019.